Dạ, mình chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người thật nhiều là sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay nhóm của Vua Khỉ đến Bình Dương để cưa một số cây ở đây. Thì như chú nhà nói thì cái cây này nó có tên là cây lòng mứt. Bây giờ thì Cường sẽ leo lên để chuẩn bị cưa cái cây này nha quý vị. Giờ mời quý vị cùng theo dõi cái quá trình cưa cái cây này với mình nha. Thì cái cây này nó nằm ở vị trí cũng rất là chật hẹp. Kế bên là cái mái nhà, như đây là cái chuồng chăn nuôi á, chuồng heo hay gì á, nhưng mà giờ không còn nuôi nữa. Sát bên đây là hàng rào. Thì theo mình biết ở miền Tây mình á, cái trái sa bô chê á, người ta gọi là cái trái lòng mứt, nhưng mà không biết sao ở đây cái cây này cũng có cái tên là cây lòng mứt nữa. Có thể là mỗi vùng có một cái tên khác nhau, không biết là ở nơi quý vị gọi cái cây này là cái gì. Cây ở đây thì nó có rất là nhiều kiến, nên là lên là phải xịt mấy kiến cho nó rớt xuống hoặc là nó chết bớt cho nó mới cưa được, hoặc nó bò cho nó cắn khó chịu. Bây giờ Cường nó kéo cái máy lên nha coi nè. Cây này thì khá là nhiều nhánh. Kéo về bên đây nha cả nhà.
đây, thanh niên chơi cưa cây cho kiến già cắn anh em nè. Đây quá trời kiến nè, đỏ chân mình vậy nó mới vui, để cắn có mình thằng cưa nó đủ vui. Gọn gãy dễ lòi thôi nha.
kỹ quá hả? Rồi, tới chuyện luôn rồi. Còn gì nữa đâu. Còn kéo gì nổi không? Kéo rồi trời. Đà, kéo nổi. Đi dướng vô nạn rồi kìa. Khoái, khoái. Chảy nước miếng không? Mày xả rồi, hồi mày xuống luôn nha. Hồi xuống cắn nhánh bộ á. Xả miếng nữa đi. Miếng nhẹ thôi. Dướng vô nạn kìa, khoái rồi. Vậy rồi. Dướng. Rồi, xả miếng nhẹ đi. Xả đi. Đây. Rồi. Rồi. Ba trời cái nhánh nó lớn này. Bánh tiêu. Bánh với lợn luôn. Đường xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai dây cột hai đầu. Ủa một dây cột hai đầu. Đây cốt lại nè. Vui vẻ không quạo à. Yeah.
Bây giờ sẽ cắt nhỏ những đoạn có độ dài là 5 tấc để nữa chủ nhà sử dụng để làm củi nha. Cái này thì chủ nhà không có lấy gỗ để làm đồ này kia cho nên là chỉ cưa ra làm củi thôi.